Bỏ chân lên. Mới đang tính. Ôi và anh còn có phím kiểu võ phím cách kiểu vỡ bàn phím này. Ôi trời ơi. Mai anh hỏi em một câu là em bồ khắm không? Em bồ khắm không? Nani? What the fuck? Không có này. Mai anh hỏi em một câu là em bồ khắm không? Nhưng mà nhà anh bán xà phòng, em yên tâm đi, bây giờ em phải yêu anh. Người em luôn luôn thơm tho. Điếu thì nào mà có thể tin được các bạn ạ. Xe lỡ lại là việc Cupid đây. Và tôi đang có mặt tại phố đi bộ Hồ Gươm. Ngay bây giờ chúng ta sẽ ghép đôi nha. Vì cũng khá là muộn rồi, 10 rưỡi rồi. Ok. Ok, chơi nha mọi người nhá. Các bạn mạnh mẽ lên nha. Mạnh mẽ. Phỏng vấn thôi. Em tên là gì? Biết gì em bao nhiêu? 206. 206? Ôi trời ơi. Thế đây là gì của em? Đây là người yêu của em ạ. Nếu mà là người yêu thì chứng minh đi. Không, tôi không tin. Nếu mà là người yêu thì chứng minh đi. Lại leo mấy thằng không có người yêu. Leo mấy thằng không có người yêu. Anh ơi, bố mình nhìn ngứa cả mắt. Anh ơi, vừa mới phỏng vấn hai Mai rồi đúng không? Có Mai thứ ba này. Mai thứ ba, có phải bắt Mai thứ ba. Trời ơi. Ui. Khỏe Nguyễn đâu em? Khỏe Nguyễn đâu? Em chưa tay được một thời gian rồi mà anh lại sai như thế nhở? Chưa tay được thời gian là bao lâu? Mấy tháng rồi. Mấy tháng rồi à? Thế anh nhớ là có một cái hẹn gì đấy, là bảo lên đây cùng Khỏe Nguyễn ấy nhở, dâu này lên mình nhở. Thì cuộc sống mà anh. Cuộc sống á? Cuộc sống bắt mình phải như vậy. Thế là bây giờ mình có lên ghép đôi đâu nhở? Lên chứ anh. Xem máu thế em va quá. Em chia tay Khỏe Nguyễn được bao lâu mà em máu thế? Khỏe Nguyễn xem được Khỏe Nguyễn vui lắm đấy. Thôi thì em cũng chia tay rồi mà anh. Chia tay rồi thì bây giờ chơi rồi. Vào đây. Được ạ. Lên, mời em. Bây giờ mình làm quen lại đi em. Dạ. Bởi vì là có nhiều người vẫn chưa biết em. Em tên là gì nào? Em tên là Phạm Ngọc Mai và mọi người hay gọi em là Mai Mầm. Em sinh năm 2006. Nhà em ở bên Long Biên. 2006, nhà Long Biên. Ui. Ok, chia tay được bao lâu rồi? Thì nói chung là không chắc là em sẽ không nói gọi là thời gian cụ thể, nhưng mà mấy tháng trước em cũng lên thông báo cho mọi người rồi, mấy tháng trước này. Sao em nói em vẫn buồn thế, còn nhớ Khỏe không đấy? Không anh, không. Khỏe gọi cho anh, Khỏe bảo là Khỏe vẫn nhớ em. Thì thôi để người ta nhớ đi. Để người ta nhớ. Vâng. Cách đây một năm thì là Vi Hoàng đã có ghép đôi cho Mai Mắm và Khỏe Nguyễn. Hai bạn ý đã thành đôi rồi nha. Nếu như các bạn có xem hành trình yêu của hai bạn này. Nhưng mà đến ngày hôm nay rồi thì tự nhiên vào một ngày đẹp trời, Khỏe Nguyễn cho tôi, Khỏe Nguyễn gọi cho tôi rồi, Khỏe Nguyễn nói là: "Anh ơi, em với Mai có chuyện rồi." Và từ đó là đến ngày hôm nay tôi gặp lại Mai và Mai ở chuyện này. Nhưng thật ra thì không sao, vì tôi nghĩ rằng hai bạn rất văn minh. Ở trên mạng xã hội hai bạn ý vẫn nói chuyện, vẫn là anh em bình thường đúng không? Vâng ạ, vẫn là thì làm bạn. Đúng rồi ạ. Thì một thời gian dài kiểu không kiểu bất đồng quan điểm ấy anh, nên là chia tay thôi. À, với cả em thấy anh hay giới thiệu game Audition đúng không? Đúng. Em thấy là lên đấy chơi xong rồi nhảy có người yêu đúng không anh? Quá chuẩn luôn. Em cũng lên tập chơi xong rồi cũng quen được nhiều anh lắm, nhưng mà không chốt được anh nào. Thì cuối cùng là hôm nay là lên đây là vì không chốt được anh nào đúng không? Thì lên đây ghép cho nhanh. Lên đây ghép cho nhanh đúng không? Phát một giống như Khỏe Nguyễn năm ngoái đúng không? Dạ. Chơi chưa? Chơi ạ. Chơi nhá. Dạ. Bạn nữ chính tên là Mai Mắm, sinh năm 2006, đến từ Long Biên, Hà Nội. Ai muốn làm quen với Mai thì vào đây sau 3 giây tiếng đếm. Ngày hôm nay Mai lên đây là để tìm tình yêu chân thành, lặp lại lịch sử. 3, 2, 1. Ok, xin mời các bạn ạ. À, ai muốn làm quen với Mai? Đấy, tiếp rồi em. Hai anh kia đặt cọc em trước luôn rồi kìa. Sợ, đéo chịu được. Sao lại sao quỳ? Em sợ lắm rồi, em thấy hai ông này là tập nào cũng lên đúng không anh? Hai ngày tập nào cũng lên đúng không anh? Kiểu chút đơn ấy, kiểu thành công thì xuống ấy. Thôi ngồi đấy đi. Thôi ngồi đấy đi á. Thôi cứ cho hai bạn ý vào, hai bạn ý biết đâu lại em lại chút hai bạn ý. Tí nữa thấy chân thành nhá. Ôi bạn ơi. Vào rồi, con nào em đứng ở lại. Em sẽ được đi một vòng để chọn người vào đây ghép đôi với em nhá. Bắt đầu. Đâu? Hơi đẹp trai đấy. Em có thể mời hai anh luôn được không?
ba anh luôn đúng không ạ? À ba anh luôn. Dắt dắt tay cho bà luôn. Lên hết luôn. 16 anh bà luôn. Khổ quá mà đi nào. Anh Nguyễn, chủ động đi. Đi cút con mẹ. Chán thế nhỉ? Rồi, thế này mời anh này này. Này. Anh bà luôn không cần mời. Nói thì nó nhanh cho nó dễ hiểu. Tóm lại có lên không? Lên. Ôi, vãi đạn, vãi trưởng thật. Ok, thôi, xong luôn đi ra đi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đến với thử thách đầu tiên. Giới thiệu tên, tuổi và quê. Xin mời bạn Nam đầu tiên. Mình tên Khải, sinh năm 99, quê ở Phú Thọ. Ok, tiếp tục luôn. Vâng, mình tên Dương, mình ở Ba Vì, Hà Nội. Dương, Ba Vì. Mình tên Tú, ở Thanh Hóa. Độc thân bao lâu rồi? Tầm 2 năm. Ok, tiếp tục luôn. Mình tên Nguyên, mình ở Thanh Hóa, mình 202. Độc thân bao lâu rồi? 2 ngày. 2 ngày? Và ai cả đái. Mình tên là Nam nhá, mình sinh năm 2000. Mình độc thân được... mình vừa chia tay. Bao lâu? Mình vừa chia tay lúc nãy. Tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà... Mấy hôm nay còn nhạc thế nhở? Mình chào mọi người nhá. Mình tên Quang Anh, mình 201, ở Thanh Hóa. Độc thân bao lâu rồi? Độc thân tuần trước. Sao mấy hôm nay toàn mới chia tay à? Xin chào mọi người nhá, mình tên Công, mình 202, mình độc thân 5 rưỡi rồi. 5 rưỡi? Thật luôn? Vâng ạ. Đến từ đâu? Vâng, 5 rưỡi. Mình tên Lâm nhá. Mình sinh năm 92. Sinh năm 92. Wow, quê ở đâu? Mình ở Yên Bái. Ok, Yên Bái. Rồi tiếp tục luôn. Ủa gì đó? Lúc đó em tưởng vậy là ngầu. Kinh tởm. Giới thiệu em, anh tên là Tài. Anh vừa tốt nghiệp, có thể thất nghiệp. Tên rồi, sinh năm bao nhiêu nào? Anh sinh năm 1994, con chó. Chứ phải tôi đấm cho mấy nhát. Chào em. Chào anh. Anh tên là Hưng. Anh sinh năm 2002. Anh phải nói thật với em mà mấy tập trước anh phải lên đây ghép khoảng 1790 tập rồi. Nhưng mà cô ấy có chọn, nhưng mà về đến đi ra cổng phố Hồ Gươm hay là em ấy không thèm nói chuyện với anh nữa. Nên là hôm nay anh hy vọng rằng em là người đầu tiên, anh hy vọng nhất, đừng để anh thất vọng. Kinh nhé. Đặt trọng trách luôn đấy em ạ. Rồi quả đánh căng hết nào, đi ra đây nào. 2, 4, 6, 8. Đông quá, loại luôn. Ok, xin mời tất cả các bạn nam lần sau quay. 4 bạn vào vòng tiếp theo. Bắt đầu. Em đi từ bên này nhá. Anh ơi. Trời ơi, trời ơi. Đâu? Đúng rồi. Rồi ok. 1, 2, 3, 4. Ông ơi, ông đi ghép đôi, ông đi ngủ ấy. Ngồi dậy. Thử thách tiếp theo nha. Gây ấn tượng với bạn nữ bằng một câu thả thính, hoặc bằng một hành động, hoặc bằng một tài năng của bạn. Xin mời bạn nam đầu tiên. Bấm vào nha. Mà không biết thả thính thì làm sao ấy. Thả thính hành động đi. Ngại lắm. Thôi. Bạn cho mình ôm cái được không? Không cần phải làm gì cả. Quá tuyệt vời rồi. Quá cơ hội. Bạn nói cho mình thông chán không? Ôi dài ôi. Nhưng mà chán có nhiều mồ hôi. Nhiều mồ hôi. Không sao đâu. Anh còn chưa nói mà. Quánh mày chết mày, mày giờ cái mày giờ này không được đi tính như ngày xưa nha. Bạn nữ bạn bảo à, bạn nam bạn xin là cho anh hôn chán gái được không? Bạn nam à, bạn nữ bạn bảo là chán em nóng nhiều mồ hôi, nhưng mà bạn nam bạn ấy bảo là anh thích vị mặn của đôi chán em. Thôi nào, thôi được rồi, thực hiện đi. Ok, tiếp tục nào. Mọi người hay gọi anh là con rùa ấy. Chắc là tại vì anh hay anh muốn thụt vào mai. Ôi bạn ơi. Anh dám làm thế à? Mọi người nghe thấy bạn nam nói gì không ạ? Đây để tôi phiên dịch lại. Bạn nữ chính tên là Mai đúng không ạ? Đây bạn nam anh vừa thả thính một câu là gọi anh là con rùa bởi vì anh thích thụt vào mai. Thật là vãi chưởng các cháu ạ. Chờ đấy, được đây. Tiếp tục nào, lên đây. Mai, anh không hỏi em một câu là em có khắm không? Em có khắm không? Nani? What the fuck? À, không có này. Mai, anh không hỏi em một câu là em có khắm không? Nhưng mà nhà anh bán xà phòng, em yên tâm đi, bây giờ em phải yêu anh. Người em luôn luôn thơm thò.
điếu thì nào gặp có thể tin được các bạn ạ. Ánh mắt hận thù em. Em tại sao lại hỏi em mình có khấm không? Dạ. Sao hỏi em mình có khấm không? Vì em may mắn mà. May mắn là cứ phải khấm à? À ok, nhà bán sắp phòng luôn đúng không? Lên PR đúng không? Nhà bán sắp phòng mà. Anh cản em. Em ơi, thôi, em ơi. Con chó, mày đừng có mà bố láo. Sau 3 giây đường đếm, hãy chọn giúp anh hai bạn vào vòng tiếp theo. 3, 2, 1, xin mời. Ôi trời ơi. Biết hiểu kiểu gì. Thôi. Mày số 1. Mày 10 điểm, mày đến, được chưa? Tại sao? Anh ấy cho em khắm mà vẫn chưa chọn anh ấy. Em thấy anh có mùi. À, vì anh ấy bảo là may mắn em có khắm không, nhưng mà em được thấy anh có mùi nên em chọn đúng không? Trời sinh một cặp. Bây giờ chúng ta sẽ đến với thử thách thể lực. Test sức khỏe hai bạn nam có tương tác với bạn nữ. Em chống đẩy anh ạ. Em chống đẩy cho bạn nữ ngồi lên lưng luôn. Đúng rồi anh. Từ từ bạn nữ cho chọn, bạn nữ chọn mà. Nếu mà anh ấy thích chống đẩy thì cho anh ấy chống đẩy ạ. Rồi lên lưng. Dạ. Thế còn bên này. Anh muốn cũng thế luôn. Dạ ok ạ. À ok, hai bên đều thách thức nhau chống đẩy ngồi lên lưng đúng không? Bây giờ cho hai ông độ tỷ số. Bây giờ em ra số trước đi, em thích là bao nhiêu cái, thách bên kia. Anh thì trước anh đội trưởng đội thể dục thể thao ở trường anh. Tôi mày đừng có quét. Tôi thách ông chống được 5 cái đấy. Bên này. 10 cái. Ôi, chết luôn. Chết chưa? 10 cái đúng không? 11 cái luôn. Còn cái gì? Nhường. Thế làm trước đi. Làm trước đi. Có chân lên. Mới đang tính. Ôi và. Thật là vãi chưởng. Thật đấy. Em ơi, 11 cái đúng không? Anh. 11 cái đúng không? 11 cái. Em còn chưa nhún mà em bảo anh tính thế nào? Chưa nhún. Chưa được nửa cái. Thật. Cái gì? Đó này. Lưu ơi, thằng Hưng nó có bảo anh à, nó tưởng 11 giây. Ok. Rồi, tiếp tục nào. Mời bạn nam tiếp theo nào. Mạnh mẽ, ngang tàn, không ngại va chạm, ngông cuồng. Hay là một chiến binh mà bất cứ đối thủ nào cũng khiếp sợ. Khuôn mặt lạnh lùng, rắn giỏi, nguồn nghị, không đổi sắc mới là gia sản. Với các manager, anh vẫn mãi là huyền thoại. Bảy hết đát rồi. Được rồi. Hôm nay, quá dữ rồi. Ok. Sao? Nói đi em 11 cái. Em thua đúng không? Đúng rồi. Thế em tí em chạy tiền thôi, lo gì. À, cứ cái gì thua là chạy tiền được luôn. Có thấy kiểu rồi chứ, biết sao vợ. Ok, xin mời bạn nữ vào giữa hai bạn nam nào. Giờ sẽ cho hai bạn, mình sẽ đặt cách cái format này một chút nhá. Bây giờ mình sẽ cho các bạn tìm hiểu nhau trước. Rồi bây giờ ai vào thực hiện trước, Hưng với cả Mai vào thực hiện trước đúng không? Thì hai bạn sẽ được nói chuyện trước nhá. Em rất là xinh gái. Dạ, em cảm ơn anh. Anh nhìn mà anh hơi biến thái thôi, nhưng chưa phải biến thái. Em sinh năm bao nhiêu? Em sinh 2006 ạ. Anh 6 à? Anh 2002. À, anh bằng tuổi chị em ấy. Thật á? Nhưng mà anh yêu em. Ôi, bình tĩnh đi anh. À, anh yêu em á? Em cũng yêu em. Cay thế. Cay gì anh? Cay này phải uống. Về tình yêu đi, về tình yêu. Gu người yêu của em là gì? Gu người yêu của em là cao ráo, không chê em khắm, luôn yêu thương em. Đẹp trai đấy anh, đẹp trai quan trọng, đẹp trai. Anh có tất cả. Em cứ tự ảo tưởng. Em thấy đi. Hơi thiếu. Thiếu gì? À không, nhầm, thiếu nhiều. Thế tại sao em lại chọn anh? Để vòng cuối em gọi là cho anh chút hy vọng, rồi em loại cho dễ. Chỉ thâm lắm. Ông kia vào tìm hiểu luôn. Ông kia vào tìm hiểu luôn. Em không muốn nói câu nào hết. Ok, quyết định ra bên này nào. Anh tên Lâm, chào Mai. Em tên là Mai, sinh năm 2006, chào anh. Thì trước em có đi lên phố với bạn. Thì vô tình em vào đây và em ghép đôi cùng một anh TikToker Hà Nội. Ai thế nhỉ? Sau gần một năm thì bọn em đã đường em để đi. Gần đây rồi. Cũng mấy tháng trước ấy. Yeah. Thế là em chắc là đủ thời gian để em quên người đấy rồi đúng không? Chia tay cũng được
một hai tháng gì đấy thì em có thấy anh Vi Hoàng này nói về cái game audition nhá, mọi người lên đấy nhảy xong rồi có người yêu, nên là em cũng thử chơi nhưng mà chưa chốt anh nào lên đây các bạn nhá. Anh chơi theo đấy, nhưng mà anh chơi từ hồi lâu lắm rồi, từ hồi mới ra cái hồi anh học lớp 8, anh nhớ không nhầm. Thì đấy cũng là cái hứng thú đầu tiên khiến anh bắt đầu anh đi học nhảy. Lớp 8 là cách đây 10 năm rồi ta? Hay bao nhiêu năm ta? Lớp 8 từ năm 2006. Trời ơi, năm đó em cũng vừa sinh ra. À, 2006 thì năm đấy nó phải gọi là mười mấy năm chứ nhở? Đúng rồi, như là 16, 17 năm. 6, 17 năm rồi. Lâu phê rồi đấy. 10 năm rồi đấy. Hồi đấy anh nhớ là anh cũng có một kỷ niệm là anh cũng chơi ao, sau đó là anh cũng quen một bạn, quen mấy bạn, quen bạn nữ trên đấy, xong là mọi người ngày xưa chưa có kiểu các ứng dụng để mà tìm hiểu nhau, nói chuyện với nhau như bây giờ. Thì sau đó anh gọi điện thoại bàn này, xong là gửi viết thư tay, xong rồi gửi ảnh cho nhau luôn. Thì hồi đấy có Yahoo rồi, thì xong rồi còn chat webcam. Đúng rồi, chat webcam, xong là anh còn xong là có một đợt anh mải ngắm bạn ý trên webcam quá, thế là lúc sau ra thì mất xe. là đang mải chơi game với nhau xong rồi bị hack mất con xe đạp luôn. Đúng rồi. Quá đen. Mà con xe đấy là anh có được vì anh đi thi học sinh giỏi, anh được tham gia đi thi học sinh giỏi và anh được mẹ tặng cho anh con xe đấy. Không vừa được khoảng 3-4 ngày thì đấy thật vất luôn. Cay. Hồi xưa anh toàn trốn học đi nè, xong tán gái qua ao đúng không? Thì đúng rồi, thì hồi đấy anh phải dành dụ mãi, bỏ ăn sáng bao nhiêu hôm mới có một cái bộ quần áo ở ngon nghẻ tí để đi tán gái như thế. Anh tán được bao nhiêu cô ở trong đấy rồi? Khoảng nhiều lắm, ngón tay không đếm hết rồi. Ngón tay còn chân không hết rồi. Người ta đầu ba rồi em ạ. Hơn 30 tuổi rồi. Hồi đó anh nghĩ là hồi trẻ anh nghĩ là càng mình càng tán được nhiều, càng cưa được nhiều gái thì càng oai à? Oai. Em có chơi ao hả? Em mới tập chơi ao để em lên kiếm các gọi là làm quen với các anh. Nhưng mà không chốt được anh nào, buồn lắm. Hồi anh cái thời của anh ấy thì gọi em là kiểu gà ấy. Là chê luôn đấy à? Nhưng mà anh nghĩ là em có một pro ngay bên cạnh rồi. Giúp em một cái gì đó. Em có phím kiểu võ phím cách kiểu vỡ bàn phím ấy. Ôi trời ơi. Em chưa được ai dạy chơi, anh mới tập chơi kiểu nghiệp dư thôi. Anh có sẵn sàng dạy em. Chắc chắn rồi. Em chọn anh là bởi vì em thấy anh kiểu trưởng trạng ấy, trưởng thành. Nhưng mà mấy anh kia thì cũng là đẹp trai nhưng mà trẻ trâu. Anh sẽ cho đấy một lời khen. Với cả em thấy anh lớn tuổi cũng nhiều kinh nghiệm. Kinh nghiệm gì anh? Kinh nghiệm với anh. Đầu óc của chúng. Thì thực ra cũng đúng là anh có nhiều kinh nghiệm ở nhiều lĩnh vực á. À vâng, đó anh nói đó. Ví dụ đi, một vài lĩnh vực đi. Trong nhảy nhó là anh thích nhảy. Nhảy nhó đó. Nhảy tặng bạn ý luôn một đoạn được không? Có thể như là lâu anh chưa nhảy, nếu mà không chê. Ok không? Nhảy okay tặng em một đoạn luôn. Được ạ. Chốt. 3 2 1 Let's go. Nó ở cái tập. À ghê, thôi gãy giày rồi. Thôi đáp trả nào. Cái gì nhạc gì đó là Lan Sop, Thái Hoàng Zimix. Ôi trời ơi, tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả.
Bay ơi. Ôi bạn ơi. Ông Tốt ơi. Cái mèo kiểu kiểu. Ông Tốt. Trời ơi. Chứ phải tôi đấm cho mấy nhau. Đi đi. Nè, tao quỳ tao lại mày, tao nhận mày. Là vãi trưởng. Tao là ai? Đâu rồi đấy? Tại sao lại ở tình cảnh như thế này? Đó. Sợ đéo chịu được. Ok, chào vỗ tay đi mọi người ơi, ủng hộ nào. Mai, vừa rồi hai anh vừa nhảy tặng em rồi. Bây giờ em phải đáp trả tình cảm lại cho hai anh ấy. Hai anh ấy vừa nhảy rồi. Bây giờ em không nhảy, em hát đoạn em làm gì đi. Hành động đi cũng được. Em có thể ôm mỗi anh một cái không ạ? Ôm mình anh thôi. Bởi vì anh nhảy đẹp hơn. Nhờ ai với ai thắng em ôm người đấy. Nhờ đáp trả cả hai em ạ. Em hãy cho anh đấy sự thiên vị của em đi. Ok, bắt đầu với anh Hưng trước đi. Quá đâu. Rồi ok, đáp trả với Hưng nào. Ăn ủi thôi à? Một lời ăn ủi thôi, không ôm đúng không? Bruh. Cây tươi nhờ. Ai cổ vũ cho bạn nam áo xanh thì vỗ tay. Ai cổ vũ cho bạn nam? Ai cổ vũ cho bạn nam áo trắng thì vỗ tay ạ. Sau 3 giây tiếng đếm, em chọn ai thì giơ tay người đấy lên thật cao nhá, chuẩn bị này. 3, 2, 1. Xin mời câu trả lời từ Mai. Ok, cảm ơn Mai. Tạm biệt áo xanh nha, tạm biệt Hương. Ông chạy bao tiền đâu? Tí ra nói nhá. Okay. Giờ chúng ta sẽ có 1 phút để tìm hiểu đối phương. 1 phút, bắt đầu. Anh nghe nói em mới chia tay người yêu. Dạ đúng rồi, em mới chia tay người yêu. Anh có cơ hội rồi. em làm anh nhớ lại, hoài niệm lại cái tuổi trẻ của anh. Anh rất là cảm kích với em. Cách đây mười mấy năm đúng không? Năm sinh của em bằng năm anh chơi. Đây, anh sinh năm 92 ạ. Thế thì anh trải qua nhiều mối tình. Cũng nhiều, anh cũng không đếm được nữa. chắc là anh có nhiều kinh nghiệm lắm. Hình như là những người trẻ thích những người có kinh nghiệm được. Em có thích chơi đồ cổ không? Bố em thích, em chưa tiếp thu cái gọi là cú chơi này. Sao lại chọn anh được? Em thấy anh có gì đặc biệt ý. Em không biết nữa. Tại vì anh là người em không mời mà anh vẫn vào. Đấy là do anh chưa biết em 206 thôi. Hồi toàn. Thế là bây giờ đi ra đi vào anh như nào? Có chót rồi là có thật sự là tự nguyện không? Có đấy là mình bị thu hút bởi cái ngoại hình, bởi cái kiểu con người, cái tuổi tác đấy, tính phong. Ngày xưa cái thời mà anh mới chơi nhảy ao ấy thì là quen nhau và nhìn những cái nhân vật ảo trên đấy thôi, nhưng mà bây giờ anh có một người bằng da bằng thịt ở đây rồi. Ôi, bằng da bằng thịt rồi, như thế này là như nào? Thế là như này. Chốt nhá, nói nhiều quá. Chốt nhá. Sau 10 giây tiếng đếm của Vi Hoàng, nếu như hai bạn đồng ý cho nhau một cơ hội để tìm hiểu và làm quen đối phương thì hãy quay mặt lại, và nếu như không đồng ý thì đi thẳng. 10 giây, bắt đầu. Chờ anh ấy quay lại đúng không? Nhưng mà anh có người khác rồi. Thế là bây giờ chỉ có đàn ông mới mang lại hạnh phúc cho nhau à? Đúng rồi. Ok rồi. Tại sao em lại không quay lại với anh ấy? Em nghĩ là chúng mình lên làm bạn thôi, rồi mình chơi ao với nhau, rồi về nếu mà anh dạy em chơi ao giỏi lên một cái đẳng cấp khác thì em với anh sẽ tìm hiểu sớm hơn. Em có điều kiện rồi anh à? Anh phải dạy được em nhảy ao thắng anh cơ thì chúng mình mới có thể tìm hiểu sâu. Thế thì anh nghĩ là khả năng là không có cửa. Anh không có cửa để làm quen với em, tại vì em không thể thắng anh được. Trời, nghe chưa? Hết lời đấy. Cả lời. Ok, tạm biệt nhau, cái bắt tay nhá. Xin chào và hẹn gặp lại hai bạn, bye bye. See you. Đây các bạn ạ,
Hour đời đầu chơi từ 2006 và Hour đời 2023 chơi từ năm nay. Ok, không sao cả, chỉ có duyên thôi. Nếu mà có duyên thì các bạn đừng quên lên ngay Vũ Trụ Audition tại ngay Orbit Hour 2. Bên đầu là nghe được đời trên đấy. Các bạn like, subscribe, subscribe và FB và Channel. Còn bây giờ thì đi gác đôi với tôi, let's go.